Xin chào các bạn, mình là Nam E, diễn đàn kinh tế.vn. Và hôm nay mình xin demo trên tay các bạn cho tính năng ECG, là tính năng đo điện tim trên đồng hồ Apple Watch Series 4. Thì làm sao các bạn có thể đo được điện tim trên Apple Watch Series 4 bây giờ? Các bạn cần hai điều kiện. Thứ nhất là các bạn phải mua Apple Watch ở thị trường bên Mỹ. Tất cả những cái đồng hồ Apple Watch hiện nay ở những thị trường khác thì vẫn chưa đo được ECG, vẫn chưa đo được điện tim, bởi vì cái phần mềm đo điện tim thì mới chỉ được FCC ở bên Mỹ thông qua thôi, những cái nước khác nó chưa hợp chuẩn. Cho nên là nếu các bạn mua đồng hồ từ Nhật, từ Singapore, từ Hàn Quốc và những thị trường khác thì các bạn vẫn chưa đo được. Thứ hai là các bạn khi có đồng hồ mua bên Mỹ rồi thì các bạn up lên 5.1.2 và điện thoại các bạn phải up lên là 12.1.1 trở lên thì các bạn sẽ đo được ECG. Thì bây giờ mình sẽ demo đo thử điện tim cho đồng hồ là như thế nào nha. Sau khi các bạn nâng cấp cái đồng hồ của bạn lên phiên bản 5.1.2 xong thì trên cái app của đồng hồ, trên đồng hồ và nó sẽ hiện lên cái hỏi các bạn có muốn cài đặt để đo ECG không. Thì các bạn sẽ đọc lên những cái thông tin, ví dụ như là cái app ECG nó làm việc như thế nào và nó đo được những chứng gì. Và các bạn có thể đo được nè, ví dụ như là cái rung thâm nhĩ, đây, atrial fibrillation, những cái thuật ngữ đó các bạn có thể Google thêm. Ví dụ như là nhịp tim bị thấp, nhịp tim bị cao hoặc là không có kết luận, ví dụ đo không có kết luận gì đó. Và các bạn nên biết là nó không đo được nhồi máu cơ tim, nó không có thể đo được những cái khối u trong máu hoặc là không đo được khi các bạn đột quỵ, và nó không có đo được những cái chứng bệnh khác liên quan đến tim, tức là nó chỉ có khả năng đo về rung thâm nhĩ mà thôi. Thì rung thâm nhĩ thế nào thì mình có bỏ link trong bài các bạn đọc trên tinh tế nữa. Và nếu như các bạn cảm thấy là các bạn có chứng về tim á, thì nên nói chuyện với bác sĩ chứ không nên dựa vào cái đồng hồ này. Thì khi chúng ta đồng ý hết mấy cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu đo ECG. Đeo cái đồng hồ chặt ở trên tay của mình và mở cái app ECG lên. Đấy. Mở app ECG lên nha. Đấy, cái app ECG là cái app có hình nhịp tim như thế này. Chúng ta mở lên và bỏ ngón tay nào đó lên trên cái digital crown. Đấy, ngón nào cũng được hết. Thì nó bắt đầu đo. Thời gian đo là 30 giây. Trong cái thời gian đo này chúng ta thấy nè, nó hiện lên Apple Watch never check for heart attack. Tức là cái đồng hồ Apple Watch này nó không có đo được là các bạn có bị nhồi máu cơ tim hay không. Cho nên là không được đổ thừa Apple Watch nếu như mà đo không được cái việc nhồi máu cơ tim. Đây, thời gian đo là 30 giây cũng rất là nhanh thôi, các bạn sẽ đo được. Sau khi đo xong thì nó sẽ có kết luận là như thế nào đó. Chúng ta chờ hết nha. Đây, sinus rhythm. Cái ECG này, kết quả đo điện tâm đồ này không có cho thấy dấu hiệu nào về việc là có bị rung tâm nhĩ cả. Đó. Nếu như các bạn vẫn có cảm thấy không khỏe thì chúng ta phải gọi bác sĩ hay gì đó, và chúng ta có thể ask symptom hay gì đó, nếu không thì nhấn done. Thì để làm sao để xem được những cái kết quả đo, chúng ta sẽ mở cái app health trên điện thoại. App health trên điện thoại lên thì chúng ta thấy được những cái bảng đo vừa rồi nè. Ví dụ nhấn vào thì đây chúng ta đo được cái kết quả điện tâm đồ. Đây là điện tâm đồ, nhịp tim, rung la. Và chúng ta có thể export nè, xuất cái file này ra thành file PDF và gửi cho bác sĩ và nhờ bác sĩ xem. Thì đây là cái app ECG đo cái điện tâm đồ ở trên Apple Watch Series 4, Apple Watch bên Mỹ. Model là A1976 là Apple Watch bên Mỹ. Model ví dụ A2008 hay là A gì gì đó là không phải Apple Watch bên Mỹ. Thì các bạn nhớ, các bạn chỉ cần mua cái model này về là nâng cấp lên phiên bản mới nhất là sẽ đo được ECG. Ngoài ra thì không cần gì khác cả. Cảm ơn các bạn, mình là Nam E, diễn đàn tư vấn.vn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nhé.